cô Tư Nhị, mỹ nhân luyện bùa ngải, cướp bổ đàn trị. Xin chào các bạn đến với kênh Chuyện Âm Dương để lắng nghe những câu chuyện đầy kỳ bí. Trong số này, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả bài viết về cô Tư Nhị luyện bùa ngải, cướp bổ đàn trị ba trà và cái kết thê thảm. Vâng, đây là dung nhan tuyệt sắc của một trong những đệ nhất mỹ nhân xài thành giữa thế kỷ 20. Không chỉ dựa vào nhan sắc mỹ miều, mà tâm địa của mỹ nhân tư nhị cũng cực kỳ thâm hiểm khi biết sử dụng bùa ngải để khống chế đàn ông, khiến họ hết lòng cung phụng mình. Không những vậy, cô ả à còn vượt mặt đàn chị ba trà trong khoản chơi bùa ngải, thậm chí còn trắng trợn giật bồ đàn chị, cuối cùng phải nhận cái kết bi thảm khiến ai cũng lắc đầu tiếc nuối cho mỹ nhân một thời. Cô gái nhà quê và tham vọng đổi đời nhờ thân xác. Marian Nhị là đứa con hai dòng máu, cha gốc Khmer, mẹ là người Việt. Lớn lên vào đầu thế kỷ 20, Marian Nhị một mình dấn thân vào chốn đô hội ở Sài Gòn với hai bàn tay trắng. Để có chỗ nương thân, Nhị lúc đầu xin làm em nuôi dưới trướng của chị Ba Phò và sống trong nhà chị ấy ở khu vực chợ Thái Bình. Những ngày đầu chân ướt chân ráo, Nhị mang quốc cao gót còn vấp lên vấp xuống, mắt chưa quen với ngọn lửa bập bùng lêu chai trên bản nền thúc viện. Nhưng chỉ sau khi gặp được Ba Trà, cô gái này mới thực sự bước sang trang mới của cuộc đời để có chỗ nương thân, Nhị đã chủ động làm quen với Trà trong một dạp chiếu phim. Trong hồi ký của Trà kể, một đêm Trà đến xem phim tại dạp cine cầu muối. Nửa chừng trong bóng tối, Trà bỗng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của một cô gái ngồi hàng ghế sau mời mình điếu thuốc để làm quen. Bị Trà từ chối, Tư Nhị nói, Thôi mà cô ba, hút cho em một điếu để làm quen mà. Tại cô chưa biết em, chứ em đã biết cô từ lâu. Má em thường nhắc đến tên cô Hoài và thường dạy em thà làm đĩ, ra chơi bời như cô mới đáng gọi là gái ngoan. Khi hết phim, ra xe, nhị đi theo nói một câu khiến trà đầy bất ngờ. Thưa cô ba, nhà cô ba ở đâu cho em theo về với? Nhìn về phía cô gái bạo gan, bạo miệng, ba trà thấy đây quả là một cô gái trẻ đẹp với thân hình hấp dẫn. Thông cảm với hoàn cảnh không mái nhà nương tựa như mình đã trải qua, cha đồng ý để nhị về Nguyệt Tiên Cung. Được ba trà dìu dắt, Maria Nhị nhanh chóng trở thành gái hạng sang, có mặt trong mọi cuộc chơi của giới thượng lưu Sài thành. Không lâu sau đó, Nhị còn trở thành tình nhân chính của Fancini, được người tình mua cho con biệt thự khang trang ở đường Vestdön, đường cách mạng tháng 8 bây giờ. Nhị đã thành công trở thành em nuôi của trà, về làm đàn em với cái tên Maria Nhị, hay còn gọi là Tư Nhị, ngụ ý là em nuôi của ba trà. Được sự giúp đỡ của chị gái, marian nhị nhanh chóng nổi danh là một trong những mỹ nhân đẹp nhất sài gòn được nhiều công tử đại gia theo đuổi như ý nguyện tưởng rằng tư nhị cũng phải tự cảm thấy biết đủ sau khi bám gấu váy đàn chị mà phất lên hoặc chí ít cũng phải cảm thấy biết ơn ba trà rủ lòng thương cưu mang mà cô ả mới được sung sướng ăn trên ngồi chốc như vậy ấy vậy mà lòng tham vô đáy đã biến chất con người có nhan sắc xinh đẹp ấy vốn có nhan sắc đậm đà hoang dã Tư nhị nhanh chóng dấn thân vào chốn đô hội của giới thượng lưu bằng những cuộc ăn chơi chắc táng và nhanh chóng trở thành tình nhân của Fancini, một trùm giang hồ gốc đảo Cross, chuyên buôn thuốc viện toàn cõi Đông Dương và tậu được một căn biệt thự khang trang ở đường Verdes, tức đường cách mạng tháng 8 bây giờ. Thế nhưng chỉ sau một thời gian, nhị lại cặp với công tử gò đen và tậu thêm một căn phố trệt ở đường Verdes và Richard tức góc đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt trước năm 1975. Marian Nhị tiếp tục cặp bồ với nhiều dân nhà giàu khác, trong đó phải kể tới chuyện lùm xùm giữa gia nhân với công tử Như Bích, con một điền chủ ở Bạc Liêu và một đại gia người Hoa ở chợ lớn. Có lời đồn cho rằng, cũng giống như chị Trà, Nhị dùng buông ngài để quyến rũ đàn ông nên mới có được nhiều mối tình như vậy. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Tư Nhị thanh người yêu như thay áo, thậm chí còn cố cạnh tranh thoát khỏi tầm ảnh hưởng của người chị ba trà. Vì điều này đã có người ví Maria Nhị đẹp như một đóa phủ dung, mỗi ngày ba lần thay sắc, nhưng bất hứa nhân gian để sớm tàn sớm úa. Bắt trước một ăn chơi của các tài tử điện ảnh bấy giờ, Tư Nhị cũng ngậm ống điếu thật dài để tạo ra một phong cách thanh lịch và quý phái. Người đời miêu tả lại rằng, nhiều đêm cô nhị ngả bàn đèn, mơ màng tận hưởng sự khoái lạc của nàng phù dung ngoài tận hưởng sự đê mê từ nàng tiên nâu tư nhị còn xài chiêu chơi bùa miên ngải xiêm như một cánh tay phải một công cụ giúp cô thu hút các ngài các quan lớn xa ngã ái tình thì còn đặc biệt hơn khi cô liều mình sử dụng tới một chiêu độc nữa đó là chơi bùa lỗ ban đầy nguy hiểm tiếng đồn về nhan sắc của tư nhị thì ít mà những câu chuyện kể về thủ thuật bùa ngải của cô nàng lại nổi hơn bất cứ ai vào thời điểm ấy Đến nỗi những người chạy theo nhan sắc của cô gái tuổi 18-19 này thời ấy Chỉ sau một giai đoạn ngắn cặp bồ với cô nàng đã phải sững sở rồi tìm cách tránh xa Họ lánh mặt tư nhị không phải vì cô nàng kém hấp dẫn theo kiểu có thanh sắc mà không quyến rũ bằng ba trà Nguyên nhân chỉ vì sức hấp dẫn quá mạnh Khiến cho những con mồi từng bị hút vào vòng xoáy nhan sắc và dục tình của tư nhị một cách chóng vánh, mãnh liệt Thì tất cả đều ngộ ra một điều rằng Cái sức hút ấy không phải từ sắc hay dục của cô nàng, mà chính là do bởi một điều thần bí nào đó mà thời ấy người ta chỉ có thể thốt lên rằng tư nhị có bùa ngải cực cao. Bằng chứng là ngay như đàn chị của cô là ba trà cũng phải sừng sốt kêu lên khi thấy chỉ mới chân ướt chân giáo đặt lên đất xài thành. Vậy mà tư nhị đã hốt gần hết những gã nhân tình nhiều bạc lắm tiền thời ấy của ba trà. Từ bạch công tử, công tử xứ trả vinh, cho đến một anh chàng mắt xanh mũi lõ nổi tiếng là đào hoa phong nhã bậc nhất trong giới Tây thời ấy tại Sài Gòn là Franchini. Tay này là triệu phú thời ấy, nổi tiếng đẹp trai và hào hoa phong nhã bậc nhất lúc bấy giờ. Tay này ngoài nhiều tiền muôn bạc triệu lại có vai vế rất lớn trong giới Pháp Kiều, nằm ngoài bộ máy cầm quyền của Pháp lúc ấy. Là vì anh ta vốn là đàn em của một tay chủ giàu sụ người Pháp đang làm chủ một khách sạn lớn nhất nằm trên đường Catinat thời ấy, tức đường Đồng Khởi ngày nay. Anh chàng này ngoài ra còn quan hệ rộng, quen hầu hết với những tay chọc phú thời bấy giờ, đặc biệt là các tay chủ đồn điền người Pháp. Bởi vậy khi nghe tin tư nhị nắm thóp được não Tây tên là Franchini, thì nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên lẫn thán phục. Bởi khi ấy, não Franchini này chỉ mới quen biết với cô ba trà, và cô ba đã rất tự hào khi nắm được lão Tây nổi danh là chịu chơi bậc nhất thời đó. Nhiều người vẫn cho rằng, chỉ cỡ như ba trà mới mong tiếp cận được anh ta mà thôi. Chứ các người đẹp khác trong nhóm tứ đại mỹ nhân thì chắc khó có ai có thể làm được điều đó. Bởi vậy khi thấy tư nhị thành công trong việc tóm gọn Franchini thì ngay như cô ba trà cũng phải giật mình và phục lăn. Thời ấy sau khi khám phá ra chuyện đàn em tư nhị phỗng tay trên lão tây Franchini thì ba trà đã phải dãy nảy lên rồi thề sẽ không để mất người tình mắt xanh mũi lõ ấy. Nhưng ba trà cũng không ngờ rằng ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đặc biệt trong đó có yếu tố bùa mê ngải yêu nữa. Tìm hiểu kỹ hơn thì ba trà cũng phải giật mình bởi chính Tư Nhị đã công khai tuyên bố với cô đàn chị rằng ả ta không cần phải lặn lội qua tận Simla để thỉnh bùa ngải bên đó mà chỉ cần ở một chỗ tại Sài Thành cũng đủ sức quyến rũ bất kỳ một người đàn ông nào kể cả anh chàng Pháp Kiều Francini kể trên. Tư Nhị hé lộ rằng cái thứ bùa tình mà bạch công tử thường dùng vẫn còn kém xa thứ bùa tình mà ả ta đang có bởi tư nhị vốn là người sinh ra rồi lớn lên ở đất chùa tháp mà ở nơi đó chuyên bùa yêu ngải tình vốn là thứ người ta thường dùng chẳng khác nào sức nước hoa mỗi ngày cô đệ tứ đại mỹ nhân này lên như diều quyến rũ đàn ông nhanh như chớp và đúng như lời cô ta tuyên bố đố đàn ông nào không quỳ gối trước cô để rồi dâng hết những của cải đang có cung phụng cho con đường ăn chơi mà cô ta đã vạch ra sẵn chỉ trong vòng một năm thì tư nhị đã được francini đưa đi khắp nơi giới thiệu với hết tay triệu phú cỡ bự này tới những chọc phú lừng lẫy khác, nhất là trong giới chủ đồn điền cao su thời ấy. Thậm chí cô nàng còn được Francini đưa qua các đồn điền cao su ở Trúc tận bên đất cao miên để trải qua những đêm thác loạn bên ấy. Để rồi, chỉ trong vòng một tháng thì đã có đến bốn năm tay chủ đồn điền người Pháp nơi đó đã tình nguyện về tận Sài Gòn rồi sẵn sàng móc hầu bao ra chi cho tư nhị những số tiền lớn chưa từng thấy. Mặc dù cô nàng ăn chơi thoải mái, đặc biệt là mua sắm từ nữ trang cho đến xe ô tô hạng sang nhất thời bấy giờ. Thầy ấy ở Sài Gòn, trong lúc những quan chức cỡ bự cũng chỉ đi xe hơi hậu Deluxe hay là Panhead hay Citroen, thì đùng một cái một hôm, người ta thấy tư nhị ngồi chiếm trệ trên một chiếc xe hơi hiệu Hotskick, rồi Alfa Romeo là hai loại xe thuộc loại đắt tiền nhất thời bấy giờ. Một chiếc Alfa Romeo trị giá đến 11.000 đồng, nên nhớ thầy ấy vàng chỉ khoảng 200 đồng một lạng. Vậy mà một cô gái tuổi chưa tới 20 đã ngự trên chiếc xe với giá trên một vạn bạc thì không khiến cho thiên hạ sửng sốt cũng là chuyện lạ. Người ta bảo rằng nếu chỉ cậy vào nhan sắc không thì tư nhị không làm sao để lên đời nhanh như vậy. Lúc này cái tên tư nhị được chính cô ba trà đặt cho hầu như đã thoát ra khỏi cái bóng của đàn chị ba trà để trở thành một ngôi sao sáng độc lập với một cái tên Tây mới toanh đó là Marian đi kèm theo cái tên tư nhị mộc mạc ở trước. Cô nàng này còn nổi hơn cái tên Jeeves Ba Trà của đàn chị mình mà trước đây Ba Trà hãnh diện xưng với mọi người. Người ta kinh ngạc về tốc độ phất lên của tư nhị bao nhiêu, thì họ lại càng bàn tán và sợ sệt về ảnh hưởng của cái gọi là bùa mê, ngải yêu của cô nàng này. Thời bấy giờ dưới ăn chơi, tuy mê nhan sắc của tư nhị, nhưng họ cũng đã bắt đầu sợ sức quyến rũ kỳ lạ khó cưỡng của cô ả. À. Người ta dỉ tay nhau rằng, ai mà lọt vào mắt xanh của tư nhị rồi, thì chẳng chóng thì chảy cũng sẽ tàn đời với cô ta người thầy đó còn đồn rằng chính lão tây francini đã phải thừa nhận rằng lão không thể nào dứt ra khỏi sức quyến rũ của tư nhị được mặc dù đôi ba lần lão cũng đã có ý định ấy khi bắt gặp tư nhị cho lão ta mọc rừng khi cô nàng bắt cá hai ba tay với nhiều tay chọc phú khác ngay cả với những người bạn pháp kiều chủ các đồ điền cao su mà lão ta đã dẫn tư nhị tới giới thiệu một lão tây giàu sụ lại phải chấp nhận cảnh cô vợ trẻ người việt cắm sừng mà chỉ biết lắc đầu chào thua kể cũng hơi lạ nghe nói ở vài phút giây chợt tỉnh ngộ thì francini đã có ý định tìm cách gỡ bùa lão ta đã phải nhờ tới một người bạn tây làm chủ đồn điền ở chúp môi giới để làm sang tận nam vang để nhờ thầy hóa giải bùa chú đã mắc phải mà lão biết chắc những thứ bùa tình bùa yêu ấy chính là do tư nhị ám lão nhưng hình như là mọi cố gắng của francini chỉ là vô ích bởi sau chuyến qua đồn điền trúc trở về Thì lão càng ngày càng mê ám hơn Với người tình nhỏ tư nhị Cái kết bi thảm khi bị ngải quật Của mỹ nhân tuyệt sắc Nhiều người cho rằng Những người phụ nữ từng làm trao đảo đàn ông Thời thập niên 30, 40, 50 ấy Như cô ba trà và tư nhị Đều qua đời một cách bi thảm Hay vẫn là một câu hỏi lớn Những giai thoại của người xưa Thì cả hai người đẹp ấy Đều ra đi trong nghèo khổ Mặc dù thời thanh xuân của họ thì cả hai từng là hoa khôi của xứ Sài Gòn, sống trên nhung lụa và tiền bạc đầy đống, nhưng rồi ra đi trong âm thầm lặng lẽ và nghèo đói. Nhưng giả thuyết mà nhiều người tin nhất là hai người đẹp trên qua đời là do tác hại của bùa ngải, tức những thứ mà khi sống hai người ấy đã lạm dụng. Nói một cách nghiền ngã hơn, thì chính vì lạm dụng nên họ đã bị ngải quật. Thậm chí có người còn nói chắc như đinh đóng cột rằng, riêng cô tư nhị thì trước khi mất đã trở thành một người ăn xin mà ai nhìn thấy đều phải ớn lạnh. Buông ngài có thể khiến người ta đổi đời, nhưng cũng là thứ có thể xô ngã một con người. Người đàn bà ngập chìm trong bóng nàng tiên nâu này bỗng nhiên biến bất khỏi chuỗi ăn chơi chắc táng của Sài Gòn xưa vào giữa thập niên 1940. Theo lời kể của ông Ba Quan, một tay chơi lịch duyệt trong giới cầm ca, người duy nhất gặp lại cô Tư một buổi sáng năm 1945 hay 46 tại một quán ăn ở đường Jockey Jinemmer. Ông bỗng nghe tiếng gọi giật ngược Anh ba Khi quay lại Ông không thấy ai ngoài năm ba người hành khuất dơ giấy Khi chân định bước đi Ông nghe thấy một người lên tiếng Anh ba à Em là tư nhị đây Không thể tin vào mắt mình Ông sửng sốt khi đứng trước mặt là một người đàn bà ăn mày Với đôi môi thơm đen Hai chân sưng và băng bó bằng lớp vải đầy máu Rồi bu đầy Thấy vậy Ông lẳng lặng rút tờ giấy 20 đồng rồi đặt vào lòng bàn tay cô. Sau cuộc gặp gỡ đó, không ai có thông tin gì về nàng đệ nhị mỹ nhân Sài Gòn năm nào. Người ta chỉ đồn nhau những giai thoại về một người đàn bà sa ngã vào bùa ngải, rồi bị ngải hành, cuột ngã cuộc đời. Trên đây là bài viết về cô tự nhị lạm dụng bùa ngải cướp bồ đàn trị ba trà và cái kết thê thảm. Hãy cùng chuyện âm dương theo dõi chuyện cô tư nhị thỉnh bùa lỗ ban, ám hại phú hào táng ra bại sản trong phần 2 Giai thoại về gái điếm hạng sang tư nhị thỉnh bùa lỗ ban khiến phú thương táng ra bại sản. Trong số này, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả bài viết về giai thoại gái điếm hạng sang tư nhị. Thỉnh bùa lỗ ban khiến phú thương tăng gia bại sản. Cô tư nhị là gái làng chơi hạng sang, có nhan sắc đậm đà và hoang dã hơn cả cô ba trà. Chỉ thích làm tình nhân của những ai giàu có, dám chi tiền không tiếc. Theo cuốn các giai thoại Nam Kỳ lục tỉnh, cuộc đời của Marian Nhị là một chuỗi ngày ăn chơi chắc táng, những cuộc truy hoan thâu đêm, không biết giữ gìn sức khỏe và cũng không biết ngày mai. Trong số trước chúng ta biết đến câu chuyện ly kỳ cô Tư Nhị nối gót đàn chị ba trà luyện bùa ngải cướp bồ của chính ân nhân từng dìu dắt mình. Và cái kết thê thảm thành ăn xin cuối đời chết trong cô độc. Thì trong số này, câu chuyện được truyền miệng về ngôi nhà trị giá 500 cây vàng bị Tư Nhị thỉnh thầy bùa về chấn yểm khiến không ai dám ở sẽ được hé lộ ngay sau đây tan nhà nát cửa vì bùa lỗ ban. Tư nhị ngoài các chiêu chơi bùa miên, ngải xiêm như thiên hạ từng nghe đồn, dùng để mê hoặc đàn ông, thì còn liên quan tới một chiêu độc nữa, đó là chơi bùa lỗ ban. Thật ra chẳng phải riêng thời xa xưa ấy, mà cho đến tận ngày nay, chuyện về loại bùa kỳ lạ này vẫn còn được đồn đại trên đầu môi chót lưỡi nhân gian. Có người còn quả quyết rằng cái gọi là bùa lỗ ban là một thứ truyền khẩu hoang đường mà tác hại của nó vô cùng độc địa sự thật về bùa lỗ ban là như thế nào bùa sát lỗ ban những người có dã tâm thù hằn sẽ dùng thứ bùa này để hãm hại người khác cả về thể xác lẫn tinh thần tuy nhiên nếu người thực hiện bị phát hiện hoặc dấu hiệu bùa bị nhìn thấy thì kẻ thực hiện sẽ chịu phản trú tức cũng phải hứng chịu những gì mà đối phương bị yểm từng phải chịu cho nên người ta đều lưu truyền rằng cần cân nhắc rất kỹ khi thực hiện loại bùa này nhiều giai thoại lại truyền rằng, tại một vùng quê gần trung tâm Sài Gòn có một ngôi nhà gói ba gian hai trái, thuộc dạng cổ xưa nhất trong vùng. Căn nhà âm u đổ nát vì nhiều năm không có người ở. Tuy nhiên, không có thể nhận thấy vẻ ngoài hoành tráng bề thế của căn nhà khi mới vừa được xây dựng. Cách đây hơn nửa thế kỷ mà có thể xây được căn nhà to đẹp như vậy, chắc chắn gia chủ phải cực kỳ giàu có và chịu chơi. Vậy vì sao chủ nhân ngôi nhà bỏ công sức tiền bạc ra để xây cất lại để căn nhà bỏ hoang bao năm không ngó ngàng gì chính vì vậy không ít người cho rằng ngôi nhà có liên quan đến cái gọi là bùa lỗ ban và người dân xung quanh đó quả quyết rằng ngôi nhà này thời trước từng là sở hữu của một tay chọc phú được cho là đã cặp kè với cô tư nhị một số người khẳng định rằng vào thời ông nội của họ còn sinh tiền và giao du rộng rãi với các tay chọc phú thời trước cũng như các người đẹp lừng lẫy cỡ ba trà tư nhị ba phò Sáu Hương và Lucy B nên rất dành những gì liên quan tới họ. Ngôi nhà bỏ hoang đó có giá trị đến 500 cây vàng vào thời ấy, nhưng xây xong thì chủ nhân chỉ ở được có đúng một tháng rồi bỏ hoang cho đến khi ông chủ qua đời mà nhiều người không biết tại sao. Người ta đồn rằng nghe chính miệng của cô Tư Nhị kể rằng sở dĩ ngôi nhà trị giá 500 lạng vàng ấy xây xong mà chủ nhân không thể ở lâu dài được là do đã bị yểm bùa lỗ ban cô tư nhị từng thừa nhận rằng cô là người đã mai mối giới thiệu một ông thầy người miên chuyên về bùa lỗ ban và nhúng tay vào cuộc tàn hại ngôi nhà mắc tiền kia cụ thể như sau do bị một đối thủ trên thương trường đồng thời cũng là đối thủ trong tình trường thời ấy cạnh tranh nên một ông nhà giàu đã nhờ tư nhị giới thiệu với một tay thầy bùa nổi tiếng lúc bấy giờ để nhờ lão này tìm cách yểm bùa vào ngôi nhà đồ sộ của đối thủ mình hậu quả là ngôi nhà đồ sộ hoành tráng chỉ sau lễ lạc thành, tức lễ khánh thành nhà mới. Một tháng, bỗng chủ nhà lăn đùng ra chết. Chỉ vì muốn phá giải cái mà lúc ấy ông ta gọi là phá giải bùa yểm lỗ ban. Theo lời của cô Tư Nhị kể, thì chủ nhân ngủ trong ngôi nhà ấy được ba đêm, thì đêm nào cũng mơ thấy có một người toàn thân đỏ như lửa đang cháy, đứng trên đóc nhà chỉ tay xuống, rồi ra lệnh đuổi chủ nhà ra khỏi nơi cư trú của mình, với lời lẽ hăm dọa rằng, nếu không nghe thì sẽ lãnh hậu quả khôn lường. Từ những giấc mơ lạ đó, cho nên chủ nhân ngôi nhà mới đi tìm thầy bùa để nhờ hóa giải. Vị thầy bùa gốc hoa mà ông ta nhờ đã hướng dẫn cho ông ta làm lễ cúng, rồi sau đó đích thân ông ta đã bắc thang cùng với chủ nhà leo lên cây xà ngang trên nóc của ngôi nhà ấy, để rồi lấy xuống một vật mà ông thầy bùa quả quyết rằng đó là bùa yểm. Theo lời của Tư Nhị, khi ông thầy bùa và ông chủ ngôi biệt thự lấy ra được từ xà nhà một vật gọi là bùa yểm thì tức khắc cả nhà ông chủ và ông thầy bùa người Hoa đều té chết ngay tại chỗ. Hỏi tại sao họ lại chết lạ lùng như thế thì chính cô Tư Nhị đã cho biết rằng đó là hậu quả của việc phá bùa lỗ ban. Từ đó trở đi, căn nhà ấy đổi qua không biết bao nhiêu đời chủ nhưng cuối cùng vẫn bị biến thành nhà hoang khiến bao người đi qua khi nghe giai thoại này đều dùng bình khiếp sợ. Chắc hẳn có không ít công tử nhà giàu, đại gia thời đó khi tìm đến tư nhị chơi bời, đều cảm thấy may mắn vì không đắc tội đến cô gái điếm hạng sang này. Vì chính họ cũng không thể ngờ được rằng, cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp nhất nhì sai thành, lại nắm trong tay thứ buồn ngải có thể tiễn người ta xuống suối vàng bất cứ lúc nào nếu như ả muốn. Quả thật tư nhị như một bông hoa anh túc, càng đẹp thì càng độc. Dẫu biết là đầy rẫy nguy hiểm nhưng vẫn khiến các đấng mảy dâu đâm đầu vào quỷ gối dưới váy cô. Trên đây là câu chuyện về gái điếm hạng sang tư nhị Thỉnh Bùa Lỗ Ban khiến phú thương táng ra bại sản. Các bạn muốn chuyện âm dương làm về những câu chuyện nào? Hãy để lại dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để lắng nghe những câu chuyện kỳ bí mỗi ngày trên kênh Chuyện Âm Dương nhé.